Hai kiều nữ trăm tỷ của showbiz Việt, kẻ quyến rũ người thơ ngay, em chưa 18, đạt doanh thu 115 tỷ, phá vỡ kỷ lục 102 tỷ trước đó của Em là bà nội của anh. Sau 9 ngày công chiếu, em chưa 18 đã lập kỷ lục phòng vé màn ảnh Việt với doanh thu 115 tỷ đồng. Con số này giúp em chưa 18 xoán ngôi Em là bà nội của anh do Miu Lê đóng chính. 102 tỷ trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của điện ảnh Việt. Một trong những lý do giúp phim có sức hút là nhờ hot girl 17 tuổi Khay Thi Nguyễn. Em là bà nội của anh đạt thành công ngoài mong đợi, đưa tên tuổi của Miu Lê từ một ca sĩ tới danh xưng nữ hoàng phòng vé phim Việt năm 2016. Mới đây, danh xưng nữ hoàng phòng vé của Miu Lê đã bị diễn viên trẻ tay ngang Khay Thi Nguyễn xoán ngôi. Với đề tài học đường cùng lối kể chuyện hài hước, dàn diễn viên trẻ trung Em Chưa 18 đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé và trở thành cơn sốt trong làng điện ảnh Việt với con số 115 tỷ đồng sau 9 ngày công chiếu, 28 tháng 4 phim chiếu trên toàn quốc. Em là bà nội của anh được làm từ tác phẩm đình đám Hàn Quốc Ngoại già đôi mươi trở thành phim Việt Anh khắc nhất với con số 102 tỷ đồng sau 2 tháng chiếu rạp. Trước khi trở thành nữ hoàng phòng vé màn ảnh Việt, bà nội Miu Lê đã tham gia đóng nhiều tác phẩm ấn tượng như Nhà có năm nàng tiên, Yêu anh em dám không, Thiên sứ 99, Oan gia đại chiến. Nhờ sức hút của phim, cái tên Khay Thi Nguyễn bỗng vụt sáng trở thành sao chỉ sau một đêm. Đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô nữ sinh 17 tuổi. Dù là tay ngang trong điện ảnh, song lối diễn xuất tự nhiên, dí dỏm và duyên dáng của Khay Thi lại trở thành liều thuốc có sức hút với khán giả Việt. Không chỉ gây sốt với bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt, Khay Thi còn gây chú ý với chuyện tình ngọt ngào cùng Quyêu. Cựu thành viên 365 đóng vai chàng hot boy bóng rổ phụ tình trong Em Chưa 18. Ngoài Em là bà nội của anh, đầu năm 2017 vừa qua, ca sĩ 9X tiếp tục khiến làng điện ảnh Việt chao đảo với tác phẩm Bạn gái tôi là sếp. Dù là một bộ phim remake, nhưng Em là bà nội của anh vẫn mang đậm chất Việt và khiến người xem vô cùng thích thú với lời thoại tự nhiên, những màn tung hứng hài hước giữa các diễn viên trẻ. Không chỉ sở hữu dàn diễn viên trẻ chung, Em Chưa 18 còn có kịch bản rất xuất sắc với nhiều màn hài hước được lồng ghép rất tự nhiên phù hợp với diễn biến câu chuyện. Ngoài vai trò diễn viên, Miu Lê còn được biết đến là nữ ca sĩ trẻ triển vọng của V-pop. Ngoài các album nhạc trẻ, Miu Lê cũng thử sức với dòng nhạc phim với nhiều ca khúc như Yêu thương tận cùng, phim Cô hầu gái, Xuân không màu trong bộ phim cùng tên. Hiện tại, giọng ca sinh năm 1991 đã hoàn tất tất cả cảnh quay cho Cô gái đến từ hôm qua của đạo diễn Triệu Đô, Phan Gia Nhật Linh. Em là bà nội của anh xoay quanh bà Đại, nghệ sĩ ưu tú Minh Đức, một người khó tính và rất yêu thương cậu con trai độc nhất Quang, Đức Khuê, một giáo sư đại học. Tuy nhiên, bà lại hay xét nét con dâu Hồng Ánh, mệt mỏi vì mẹ chồng khó tính, cô con dâu bị bệnh tim tái phát và phải nhập viện. Thấy bệnh của mẹ tái phát, hai người cháu của bà Đại là Tùng, Ngô Kiến Huy, Nhon, Lê Phương Anh cùng cha đưa bà vào viện dưỡng lão sống một thời gian để mẹ có thời gian dưỡng bệnh. Buồn rầu vì quyết định của con trai và các cháu, bà Đại tới một tiệm chụp ảnh để chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, phép màu đột nhiên xảy ra biến bà Đại quay lại tuổi đôi mươi. Không bỏ lỡ cơ hội hoàn thành tâm nguyện còn dang dở khi trẻ, bà lấy tên Thanh Nga, Miu Lê, đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cô gái Thanh Nga xinh đẹp, làm đảo lộn cuộc sống của Mạnh Đức, Hứa Vĩ Văn, giám đốc sản xuất âm nhạc và Tùng, cháu trai cưng của bà Đại. Nhờ thành công của Em là bà nội của anh, Miu Lê quyết định đầu tư cho sự nghiệp phim ảnh. Vẻ ngoài sexy của Miu Lê, ngoài điện ảnh, cô cũng tập trung cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường Cô gái đến từ hôm qua của Miu Lê là tác phẩm được trông đợi nhất vào mùa hè năm nay. Em Chưa 18 kể về câu chuyện một gã tay chơi tên Hoàng, Kiều Minh Tuấn thủ vai. Hoàng có thu nhập cao ngất ngưỡng và sống với quy luật không có đêm thứ hai với bất kỳ cô gái nào. Tuy nhiên, anh chàng vấp phải cú ngã định mệnh khi gặp gỡ cô học trò Linh Đan, Khay Thi Nguyễn. Sau khi bị hot boy bóng rổ Quyêu đóng, phụ tình để yêu cô nàng hot girl Châu Bùi đóng, Linh Đan tìm cách cặp với một người đàn ông trưởng thành để trả đũa bạn trai cũ. Không may, Hoàng trở thành nạn nhân của nữ sinh Lê Quái Chiêu. Để trói chặt Hoàng, Linh Đan tiết lộ cô còn chưa tròn 18 và dùng một đoạn phim nhạy cảm để ép Hoàng giả làm bạn trai trước mặt các bạn trong trường. Khay Thi Nguyễn tên thật là Nguyễn Ngọc Bình An. Khay Thi năm nay vừa tròn 17, cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn và đôi mắt to tròn. Vẻ bốc lửa của cô nữ sinh 17 tuổi bên cạnh diễn viên đàn anh Kiều Minh Tuấn trong phim. Từ một cô hot girl hát nhép ca khúc Destiny của Hồ Ngọc Hà, Khay Thi giờ đã xoán ngôi vị nữ hoàng phòng vé điện ảnh Việt của ca sĩ Miu Lê.
Con trai cứ một mực yêu người lớn tuổi hơn, gia đình Phan Hiển và Kiều Minh Tuấn liền có thái độ thế này đối với nàng dâu. Phản ứng khác biệt của gia đình Phan Hiển và Kiều Minh Tuấn khi con trai nhất quyết yêu người lớn tuổi hơn. Chuyện tình chênh lệch tuổi tác của hai cặp đôi nổi tiếng Phan Hiển Khánh Thi và Kiều Minh Tuấn Cát Phượng từng tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông. Ngay khi công khai mối quan hệ, ai cũng tò mò với thái độ của gia đình Phan Hiển và Kiều Minh Tuấn đối với hai nàng dâu nổi tiếng như thế nào. Việc Phan Hiển thua Khánh Thi 12 tuổi và mối tình cô trò ở thời điểm đó gây xôn xao và nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong một bài phỏng vấn, Phan Hiển từng chia sẻ việc tình yêu với nữ hoàng Dancebot từng không nhận được sự đồng tình từ bố mẹ anh. Phan Hiển cho biết thêm, bố mẹ anh lo lắng khoảng cách tuổi tác giữa con trai và Khánh Thi sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau khi Kubi ra đời, mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và Khánh Thi dần được cải thiện. Cô thường xuyên khoe ảnh chụp chung thân thiết với các thành viên bên gia đình nhà chồng. Bố mẹ chồng cô rất hiểu, thông cảm cho công việc của hai vợ chồng và chăm lo cho cháu nội rất chu đáo. Mới đầu bị gia đình chồng phản đối, nhưng chính dần dần Khánh Thi cũng được nhà chồng chấp nhận. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên tốt đẹp phần lớn là nhờ công của cô Bi. Nếu như chuyện tình Phan Hiển từng gặp phải sự phản đối của gia đình nhà chồng, thì cặp đôi Kiều Minh Tuấn Cát Phượng có vẻ thuận lợi hơn nhiều. Dù Cát Phượng đã có con trai riêng và cô còn lớn hơn bạn trai 8 tuổi, nhưng mẹ Kiều Minh Tuấn không tỏ thái độ gì. Nam diễn viên chính Em Chưa 18 chia sẻ, mẹ im im vậy, không ủng hộ cũng không phản bác. Hồi nhỏ giờ, Tuấn luôn quyết những cái mà mình thích. Gia đình Kiều Minh Tuấn luôn tôn trọng quyết định của anh. Như vậy, mẹ nam diễn viên không phản đối nàng dâu lớn hơn con trai mình 8 tuổi. Bên cạnh đó, Kiều Minh Tuấn cũng rất thân thiết với con trai của người yêu. Chuyện tình khá thuận buồm xuôi gió, nhưng cặp đôi này cho biết vẫn chưa có ý định tổ chức đám cưới trong tương lai gần. Cú sốc của Đại Nghĩa, mẹ gọi điện báo bố đang hấp hối, tôi vẫn phải diễn hài làm vui người khác. Bạn bè, đồng nghiệp và khán giả thường hỏi tôi rằng sao chưa thấy bao giờ tôi khóc. Vậy thì bây giờ tôi sẽ kể về lần duy nhất tôi khóc nhiều nhất, danh hài Đại Nghĩa chia sẻ. Ngay cả trong đám tang bố tôi cũng không khóc. Bạn bè, đồng nghiệp, khán giả thường hỏi tôi rằng sao chưa thấy bao giờ tôi khóc. Ngay cả trong đám tang bố tôi cũng không khóc. Có lẽ là một diễn viên hài nên tôi chỉ cười chứ không bao giờ khóc. Vậy thì bây giờ tôi sẽ kể về lần duy nhất tôi khóc nhiều nhất. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình Phật tử nên thấu hiểu Phật Pháp từ sớm. Trong đường đời tôi cũng ít gặp phải những cú sốc quá lớn khiến mình phải đau khổ. Nhưng đôi lúc tôi vẫn phải đối diện với mất mát không thể quên được. Năm 2009, bố tôi mất vào gần Tết. Thời điểm đó tôi phải chạy rất nhiều dự án, từ game show đến phim và kịch, mà mình là diễn viên hài. Mình xuất hiện ở đâu người ta cũng chỉ mong mình đem đến tiếng cười, chứ không được phép ủ rũ. Giữa lúc bố nằm viện trong từng hơi thở cuối cùng mà mình không về được, lại phải cười cười nói nên tôi giằng xé dữ lắm, cảm thấy vô cùng nghiệt ngã. Buổi sáng đi quay phim thì buổi trưa mẹ đã gọi điện báo bố đang hấp hối, nhưng tôi không về được. Không thể lấy lý do cá nhân để bắt cả đoàn làm phim từ Hà Nội vào phải đợi mình, nên tôi phải nén lòng, cắn răng lại mà làm cho tốt công việc. Nhưng khi người thân đang hấp hối mà phải diễn hài làm vui là điều vô cùng khủng khiếp với tôi. Tới 4 giờ chiều là cả người tôi nóng như lửa đốt, không cách nào tập trung được. Mẹ thì cứ gọi điện liên tục báo bố yếu dần, giục về ngay. Không đợi được nữa tôi mới xin đạo diễn cho về ngay thăm bố. May sao lúc tôi vừa đến, bố vẫn còn nhận ra mình. Tất cả mọi người đã đông đủ, chỉ đợi mình tôi thôi. Sau này mẹ tôi mới kể, lúc đó bố cứ nhìn lên đồng hồ, rồi lại liếc ra cửa để đợi con trai về. Tôi ngồi với bố cho đến tối, chứng kiến bố liệm dần đi và trút hơi thở cuối cùng. Chị ở lại tang lễ cho tới khi bố yên ổn trong quan tài, rồi lại phải chạy đi làm phim. Vì là con một nên tôi phải nhờ một đứa em họ đứng ra trả lễ cho bà con họ hàng, còn mình thì xin vắng mặt. Lúc ở đám tang còn có mọi người nên tôi nén được cảm xúc. Nhưng khi đi đường chỉ còn có mình, nước mắt cứ tự động rơi. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Mấy ngày sau, tôi lại trở về bình thường để làm việc, không thể cứ chìm trong đau khổ mãi được. Sau này ăn chay rồi, tôi mới nghiệm sâu hơn về lẽ vô thường. Tôi hiểu rằng cuộc sống này là vô thường, không gì tồn tại mãi. Nhờ đó tôi đã vượt qua được nỗi đau. Tôi ăn chay để thuần tính bớt nỗi nóng. Tôi thường xuyên chia sẻ cập nhật các món ăn chay tự tay mình làm và trang trí tại nhà để chứng minh việc ăn chay không phải quá khó như mọi người vẫn nghĩ. Tôi muốn hướng cho mọi người thấy rằng việc ăn chay cũng bình thường và nếu mình chăm chút nấu nướng một chút thì cũng làm được những món ăn rất bắt mắt, ngon chẳng kém đồ ăn mặn.
Trước đây tôi nổi tiếng là ngọn cờ đầu trong việc ăn uống ở giới nghệ sĩ. Chỗ nào có ăn thì có tôi. Đi ăn đủ các vùng miền. Vậy nên khi tôi chuyển qua ăn chay, nhiều anh chị em nghệ sĩ rất ngạc nhiên mới hỏi mình sao lại ăn chay được. Tôi trả lời rằng đó là cái duyên đến với Phật Pháp của mình. Đầu tiên tôi ăn chay 1-2 buổi trong tháng rồi tăng dần lên. Tới một lúc nào đó tôi chuyển hẳn sang ăn chay trường. Tháng đầu tiên ăn chay, tôi không dám nhìn vào những hàng quán bán đồ ăn mặn vì sợ bị cám dỗ. Lúc đó tâm tôi chưa vững, nhưng chỉ một tháng sau, tôi bắt đầu tịnh tâm và thản nhiên trước các món ăn mặn. Tôi vẫn cảm nhận được hương vị thơm ngon của nó, nhưng không thèm như trước nữa. Còn với mọi người, tôi khuyên rằng hãy coi ăn chay đơn giản như một lối ăn sống lành mạnh, tốt cho sức khỏe là được. Công việc làm nghệ thuật sân khấu của tôi luôn gặp áp lực, từ phía khán giả, đồng nghiệp và chính bản thân mình. Tất cả những điều đó làm cho mình mệt mỏi, căng thẳng. Tôi đã từng nhiều lần gặp khó khăn, áp lực mà không biết phải vượt qua như thế nào. Áp lực lớn nhất là từ khán giả. Người yêu mình nhiều mà người ghét mình cũng không ít, nên bất cứ sản phẩm nào làm ra cũng có nhiều lời để chê bai. Nếu mình cứ để ý tới nó thì mình sẽ dễ bị suy sụp và đánh mất bản thân. Để vượt qua những trở ngại đó, cần nhất là phải tịnh tâm, và tôi đã làm được điều này nhờ ăn chay. Tôi bắt đầu ăn chay từ 2010 và cảm nhận được sự thay đổi tâm tính rõ rệt ở mình. Trước đó tôi dễ nổi nóng và mất bình tĩnh trước những lời chê bai hay cáu gắt với đồng nghiệp, dễ buông những lời nặng lời. Nhưng sau khi ăn chay, tâm tính tôi trở nên nhẹ nhàng, thuần hơn rất nhiều. Nhờ thái độ bình thản mà tôi dễ dàng xử lý mọi chuyện hơn. Tôi coi những khó khăn đến với mình như nghiệp mà mình tạo ra, theo luật nhân quả, và tôi bình thản đón nhận nó để trả nghiệp. Nếu ai đó làm gì mình mà mình cứ đáp trả lại thì chỉ càng tạo thêm nghiệp. Nhờ quan niệm đó mà cuộc sống của tôi bây giờ thoải mái hơn rất nhiều.